Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Ảnh hưởng của bão Ma-on. Nhiều nơi ở Quảng Ninh bị ngập cao tới cổ. Do ảnh hưởng của bão Ma-on, từ tối 25 đến sáng 26 tháng 8, nhiều khu vực ở Quảng Ninh có mưa to, khiến nhiều địa phương như thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả bị sâu từ 50cm đến gần 2m. Nhiều nơi phải sơ tán người dân. Tại thành phố Hạ Long, lúc đêm ngày 25 tháng 8, nhiều tuyến đường ở các phường như Cao Xanh, Cao Thắng, Bãi Cháy, Giếng Đáy đã bị ngập cục bộ. Nhiều xe ô tô lưu thông hoặc dừng đỗ đã bị ngập nước, chết máy. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhà dân bị nước ngập vào nhà, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt. Khu vực đường An Tiêm, phường Hà Khẩu bị ngập lụt cục bộ, nhiều xe máy chết máy giữa đường. Một số nhà dân ở phường Hà Khánh bị nước ngập sâu vào trong nhà, gây hư hỏng nhiều tài sản. Người dân thức trắng đêm để di chuyển tủ lạnh và các đồ dùng khác lên vị trí cao hơn. Tại thành phố Uông Bí, mưa to gây ngập lụt nhiều khu vực, trong đó có nhiều nhà dân. Tổng số hộ dân bị ngập lụt nhà theo thống kê nhanh của thành phố là 321 hộ, trong đó 38 hộ bị ngập sâu đã được thành phố Uông Bí di dời người và tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm. Trên địa bàn thành phố Uông Bí, một số điểm bị sạt lở đất đá, gãy đổ cây to. Tính đến 7 giờ sáng nay, toàn thành phố đã sạt lở 20m kè suối, 40m tường kè, 5 vị trí sạt lở đất đá, trong đó sạt lở nhiều nhất là ở dốc Quảng Hái và đường vào Nam Mẫu 2 thuộc xã Thượng Yên Công và phường Bắc Sơn, đổ sập 20m tường rào, đổ 2 cột điện, gãy nhiều cây xanh. Tất cả các vị trí sạt lở đều được thành phố Uông Bí cử nhân lực và thiết bị cảnh báo, giúp dọn ngay khi phát hiện, đảm bảo an toàn. Người dân khu 5 phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí được di dời đến nơi an toàn sau khi nhà ở bị ngập sâu. Sạt lở tại tuyến đường Hành Hương, Bắc Sơn và Yên Tử, thành phố Uông Bí. Tại thành phố Cẩm Phả, nhiều nơi cũng bị ngập cục bộ như phường Cửa Ông, phường Quang Hanh. Đến 7 giờ sáng ngày 26 tháng 8, trời đã ngớt mưa, nhưng trên quốc lộ 18A đoạn qua khu 10A, phường Quang Hanh vẫn bị ngập sâu, nhiều phương tiện bị chết máy khi di chuyển qua đây. Người dân ở đây cho biết khu vực này cứ có mưa lớn là ngập sâu. Tình trạng này xảy ra nhiều năm nay nhưng chưa được cơ quan chức năng khắc phục. Thành phố Uông Bí di dời trong đêm 38 hộ dân có nhà bị ngập lụt sâu. Do ảnh hưởng của bão số 3, thành phố Uông Bí có mưa to, tính từ 0 giờ đến sáng nay ngày 26 tháng 8. Tổng lượng mưa khoảng 153mm, mưa to gây ngập lụt nhiều khu vực, trong đó có nhiều nhà dân. Tổng số hộ dân bị ngập lụt nhà theo thống kê nhanh của thành phố là 321 hộ, trong đó 38 hộ bị ngập sâu đã được thành phố Uông Bí di dời người và tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm. Cũng do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn thành phố Uông Bí một số điểm bị sạt lở đất đá, gãy đổ kêu to. Tính đến 7 giờ sáng nay, toàn thành phố đã sạt lở 20m kè suối, 40m tường kè, 5 vị trí sạt lở đất đá. Trong đó sạt lở nhiều nhất là ở dốc Quảng Hái và đường vào Nam Mẫu 2 thuộc xã Thượng Yên Công và phường Bắc Sơn. Đổ sập 20m tường rào, đổ 2 cột điện, gãy nhiều cây xanh. Tất cả các vị trí sạt lở đều được thành phố Uông Bí cử nhân lực và thiết bị cảnh báo, giúp dọn ngay khi phát hiện, đảm bảo an toàn. Nhiều hộ dân phải di rời do ngập lụt sâu trong đêm, hiện đã trở về nhà. Hoàn lưu bão số 3 khiến miền Bắc mưa to cả ngày. Ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3, thời tiết miền Bắc diễn biến xấu khi mưa dông xuất hiện cả ngày. Từ 27 tháng 8, mưa tại khu vực giảm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục giảm cấp thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc vào sáng sớm ngày 26 tháng 8. Hình thái này sau đó tiếp tục đi theo hướng Tây và tan dần. Hôm nay mưa lớn tiếp diễn ở Bắc Bộ kèm theo nguy cơ dông, gió giật. Tổng lượng mưa trong ngày phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Riêng Thanh Hóa, mưa được dự báo dao động 30-60mm. Tại Hà Nội, số liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn thoát nước cho thấy lượng mưa ghi nhận được ở nhiều quận huyện trong 24 giờ qua ở mức 70-90mm. Một số quận huyện như Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm có lượng mưa lớn trên 100mm một ngày.
Sáng sớm nay ngày 26 tháng 8, mưa bắt đầu quay trở lại thủ đô và khả năng duy trì trong những giờ tới. Cùng ngày, thời tiết khu vực diễn biến xấu khi mưa to đi kèm với nguy cơ dông. Lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm một ngày. Cơ quan khí tượng cảnh báo tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa còn diễn biến phức tạp. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp. Trong bản tin sáng nay, cơ quan khí tượng cho biết trong 6 giờ qua, từ 20 giờ ngày 25 tháng 8 đến 2 giờ sáng ngày 26 tháng 8, mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, tập trung tại Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, riêng Đông Lai, Hòa Bình và Hạ Long, Quảng Ninh. Đáng lưu ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Vì mưa dông còn tiếp diễn trong hôm nay nên các khu vực sông, suối nhỏ và trên các sườn dốc thuộc một số huyện miền núi nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở. Cơ quan khí tượng cho biết trong vòng một tháng, từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9, Biển Đông khả năng hứng 2-3 áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Như vậy, sau bão số 3, khu vực có thể đón thêm 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trong vòng 3 tuần tới, hình thành từ một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Bão Ma'on mạnh dần lên cấp 9 trước khi di chuyển vào Biển Đông ngày 23 tháng 8. Đây là cơn bão số 3 trong năm nay hoạt động trên khu vực. Ngày 24 tháng 8, bão mạnh lên nhanh đáng kể và đạt sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Hình thái này sau đó đi vào đất liền phía nam Trung Quốc và men theo ven biển tiến vào khu vực biên giới Quảng Ninh, Trung Quốc tối ngày 25 tháng 8 với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão đã gây ra gió mạnh trên đất liền Quảng Ninh tối ngày 25 tháng 8 kèm theo các trận mưa lớn ở nhiều huyện đảo. Tại thành phố Hạ Long, mưa lớn liên tục gây ngập lụt nhiều tuyến đường trong đêm qua. Mưa dông trên khắp cả nước, ngập úng nhiều nơi. Ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ còn mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm gió giật mạnh. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng còn mưa dông. Cục bộ mưa to tập trung vào chiều và tối. Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc và tan dần trong sáng nay. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày và đêm qua đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 26 tháng 8 đến 1 giờ ngày 27 tháng 8, một số nơi trên 70mm như Phủ Liễn, Hải Phòng 192mm, Bãi Cháy, Quảng Ninh 175mm, Long Sơn, Bắc Giang 77mm, Thụy Phúc, Thái Bình 123mm, Tiền Phong, Hải Dương 80mm, Phương Lâm, Hòa Bình 105mm, Trường Khoa, Sơn La 95mm. Dự báo trong ngày và đêm 26 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ còn mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm gió giật mạnh. Tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Thanh Hóa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong bản tin dự báo tiếp theo. Ở Hà Nội, mưa kéo dài suốt ngày hôm qua. Thời điểm hơn 23 giờ đêm, mưa ngớt song vẫn có gió giật mạnh từng cơn. Nhiều khu vực trũng thấp đã bị ngập, giao thông đi lại khó khăn. Dự báo ngày và đêm nay ở Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Tại Móng Cái, Quảng Ninh, do ảnh hưởng nặng nề của bão từ chiều đến tối, có 5 cây xanh, một cột điện bị đổ, toàn thành phố Móng Cái mất điện, chiếc xe ô tô đỗ trên vỉa hè bị cây đổ đè trúng. Sự cố điện đã được khắc phục khẩn trương. Tại Hải Phòng, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt tối ngày 25 tháng 8, nước tràn cả vào nhà dân. Ở các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên trong ngày và đêm 26 tháng 8 sẽ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to, mưa dông tập trung vào chiều và tối, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ ngày 27 tháng 8, mưa dông ở các khu vực này giảm dần. Dự báo thời tiết và nhiệt độ các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay như sau. Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sáng gió mạnh cấp 3-4, sau giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Phía đông bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Sáng gió mạnh cấp 3, 4. Riêng khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật cấp 6, 7 sau giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ở phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ và có nơi trên 33 độ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.